Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ký quyết định phê duyệt đề án tổng thể chuẩn bị và tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31, SEA Games 31 và Đại hội Thể thao người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 11, Para Games 11 năm 2021 tại Việt Nam. SEA Games 31 sẽ tổ chức 36 môn thi. Para Games 11 có 11 môn thi đấu. Trong trường hợp bổ sung một số môn theo đề nghị của Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á, Liên đoàn Thể thao người khuyết tật Đông Nam Á Ủy ban Olympic, Ủy ban Paralympic thì sẽ xem xét trên nguyên tắc không quá 4 môn cho SEA Games và 3 môn Paragames. Hà Nội là địa điểm chính tổ chức SEA Games cũng như Paragames. Ngoài ra một số địa phương khác đồng đăng cai tổ chức SEA Games 31 là Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Hòa Bình, Vĩnh Phúc và Bắc Giang.